Cái chợ có hồi nào và bao nhiêu tuổi mà ai cũng bảo rằng chợ mới quê hương. Ở nơi đó tôi có một người chiều chiều nàng ra bờ sông giặt ngao, ra bờ sông bờ sông ánh hèn với em mai một đêm cao trầu, nhờ người sẽ duyên tình ta em chớ lo thêm buồn, anh sẽ thưa cùng mẹ cha. Rồi mà chưa thành chồng vợ, cha thì gật đầu mẹ quay ngang, mẹ bảo thằng tắm tánh hết nó cập cằn, sợ sau này con hằng về bị đắng. Nên bà cứ dùng dằn chưa chịu cho hai đứa cùng nhau kết nghĩa châu. Trần làng xóm bàn tới bàn lui, anh buồn thiệt là buồn. Rồi mình khó mong nói chuyện lòng vòng, chỉ gợi buồn cho người đi kẻ ở. Bộ đội em chạy xuống lòng sông.
vẫn nhớ em. Dù tuổi mình giữa hèn, anh sửa cái tánh cặp cằn để mẹ quý em yêu. Đêm qua bà Cần Thơ anh nhìn dòng nước nào về chợ mới để thăm em. Ơi dòng sông bảo anh bây giờ làm thượng sĩ, tánh nết hiền lành được đồng đội thương dân quý. Nghe nói chưa tròn câu chiếc quay trầu trên tay ngừng lại, nhìn vào đôi mắt em mẹ sung sướng vui cười. Nhờ đi bộ đội